thưa quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với bản tin Hoa Kỳ và thế giới của đài chúng tôi ngày hôm nay xin chúc quý vị có được ngày mới an lành và một ngày làm việc nhiều niềm vui hôm nay đài chúng tôi gửi tới quý vị nội dung sau chiến dịch Trump tố cáo thống đốc Michigan khuyến khích ám sát tổng thống đảng cộng sản Trung Quốc đã mua cho Biden và gia đình ông ta như thế nào sau đây là chi tiết nội dung chiến dịch Trump tố cáo thống đốc Michigan khuyến khích ám sát tổng thống Thống đốc tiểu bang Michigan Gretchen Grimmer khi nhận lời phỏng vấn trên truyền hình hôm 18 tháng 10 theo giờ Mỹ đã bị cáo buộc gửi một thông tín hiệu nguy hiểm khuyến khích việc ám sát Tổng thống Trump. Thống đốc Đảng Dân Chủ đã xuất hiện trong chương trình gặp gỡ báo chí của NBC ở Lansing, Michigan nói về những hạn chế của Michigan trong COVID-19 và chỉ trích phản ứng của ông Trump đối với đại dịch. Một vòng tròn nhỏ bên trong có con số 8645 có thể được nhìn thấy rõ ràng trên góc của một chiếc bàn nhỏ phía sau Wilmer, nơi đặt cây trang trí. Nhóm vận động tranh cử ông Trump phản hồi qua một tài khoản Twitter được xác minh. Thống đốc Richard Wilmer cho thấy dòng chữ 8645 khi bài ấy xuất hiện trên truyền hình. 86 có thể là viết tắt của việc giết ai đó. Wilmer khuyến khích việc ám sát Tổng thống Trump vài tuần sau khi ai đó gửi một gói hàng có chứa resin đến Nhà Trắng. Các trang web như Amazon và SC cũng có bán áo phông, khẩu trang hoặc đề can in số 8645, mô tả thuật ngữ này như một thông điệp chống Trump. nhằm loại bỏ hoặc luận tội tổng thống. Một số sản phẩm kéo dài con số thành 864511320 để khuyến khích không bầu cho tổng thống Trump vào ngày 3 tháng 11. Wimmer từng được cho là đối tác khả thi của cựu phó tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trong các cuộc biểu tình và bạo loạn sắc tộc liên tục xảy ra gần đây tại Hoa Kỳ, tòa nhà Quốc hội Michigan đã trở thành địa điểm được nhiều người lựa chọn cho các cuộc tụ họp. Hai tuần trước, FBI đã phanh phui một âm mưu được cho là do lực lượng chống chính phủ tổ chức nhằm bắt cóc Wimmer trước cuộc bầu cử và có những hành động bạo lực đối với chính quyền nhiều tiểu bang mà họ cho là vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Các nghi phạm dự định đưa thống đốc đến một nơi an toàn ở Wincalsin để xét xử sau khi bắt cóc thành công thống đốc. Fox News cho biết họ sẽ xét xử bà về tội phản quốc và lên kế hoạch xử tử cô trước vào bầu cử Mỹ vào ngày 3 tháng 11. Fox News đưa tin theo lời khai của FBI tại phiên điều trần ở bang Michigan. Sáu nghi phạm không hài lòng với phản ứng của thống đốc đối với virus vụ hám. Năm người trong số họ đến từ Michigan. Vào thời điểm xảy ra đại dịch virus Vũ Hán, mơ đã áp đặt một lệnh cấm nghiêm ngặt đối với bang của mình. Điều này bị coi là vi hiến và gây ra các cuộc biểu tình lớn. Hàng ngàn người biểu tình đã so sánh bà với nhà độc tài Đức Hitler và đến toàn nhà quốc hội để phản đối. Sau khi các công tố viên liên bang và tổng trưởng lý bang công bố lệnh bắt giữ những người bắt cóc bà, mơ đã ra tuyên bố công khai cáo buộc ông Trump, khuyến khích những kẻ khủng bố trong nước sử dụng bạo lực chống lại bà và các nhân vật chính trị khác theo đoạn video do cựu nghi phạm ghi lại, những người này thực chất là những kẻ vô chính phủ chống chính phủ. Một trong những nghi phạm đến từ Michigan, Bradon Castella, nói trong một đoạn video rằng ông ta coi tin ngôn độc lập là một tài liệu vô chính phủ. Ông này cũng tuyên bố rằng mình không phải là người ủng hộ tổng thống Trump. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mua cho Biden và gia đình ông ta như thế nào? Ngay cả khi Joe Biden hiểu được mối đe dọa sinh tử mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra cho Mỹ, thì ông ta đã ở quá sâu trong mối quan hệ với chính quyền này để có thể giải thoát bản thân và gia đình mình. Hãy tưởng tượng về phiên bản 2020 của một bộ phim Mỹ kinh điển. Ứng cử viên người Mỹ, một tù nhân thương chiến bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não để trở thành sát thủ vô tình, mà mục tiêu là ứng cử viên Tổng thống chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng thống Trump. Hollywood sẽ làm cho bộ phim đó trở nên giật gân trong khi Trung Quốc là bậc thầy trong một tẩy não và chắc chắn không hề ác cảm với các vụ ám sát. Nhưng từ lâu họ đã tuân theo một kịch bản đơn giản hơn, vốn gây lo ngại cho các chính trị gia Mỹ. Mưu đồ ưa thích của Trung Quốc là sử dụng các điệp viên của mình để cung cấp các giao dịch kinh doanh cho các thành viên trong gia đình của một chính trị gia. Và đương nhiên con mồi sau đó sẽ phải tuân theo chỉ dẫn của Bắc Kinh. Những khoản hối lộ không được ngụy trang Cả hai ứng cử viên tổng thống năm 2020 đều đã được mời chào những khoản hối lộ, hầu như không được ngụy trang như vậy. Con rể của tổng thống Trump, Jared Kushner, đã được đề nghị đầu tư nửa tỷ đô la vào công ty bất động sản của gia đình anh ấy, nhưng Kushner nhận ra đó là hối lộ và đã từ chối gói hàng của Trung Quốc. Trái lại, con trai của ứng cử viên kia đã chấp nhận khoản đầu tư trị giá 1,5 tỷ đô la. Sau đó, Hunter Biden đã quay lại Trung Quốc ít nhất 5 lần để làm thêm các phi vụ khác. Đương nhiên sẽ không có ai trả tiền vô ích cho một người nghiện ma túy như Hunter Biden. Người nhận được số tiền khổng lồ này rõ ràng là bố già Joe Biden. Giờ bố già nói rằng ông không biết gì, không phải không có, về các giao dịch kinh doanh của con trai mình ở Trung Quốc và các nơi khác. Tuy nhiên, cậu quý tử Hunter phàn nàn trong một email trích xuất từ chiếc máy tính sách tay không còn tồn tại của mình rằng anh ta phải chia một nửa số tiền kiếm được cho bố già. Máy tính không nói dối, có một sự thật vượt qua khỏi kỷ lục của Biden với tư cách là phó tổng thống. Bất cứ nơi nào Obama đặt ông phụ trách chính sách đối ngoại với tư tưởng là người chỉ đạo, cho dù đó là Iraq, Nga, Ukraine hay Trung Quốc, thì Mỹ đều thua và gia đình Biden thắng. Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York không giấu giếm về cái mà ông gọi là gia đình tội phạm Biden. Giuliani nói, Hunter Biden là một tay bào, tôi đã khởi tố nhiều vụ án như thế này, Châu nhận hối lộ khoảng 12 triệu đô la từ Ukraine và 3,5 triệu đô la từ Nga. Nhưng số tiền lớn thực sự đến từ Trung Quốc và số tiền đó theo đúng nghĩa đen lên tới hàng chục triệu đô la. Một báo cáo điều tra bị giao dị tóm tắt nhiều giao dịch kinh doanh của Hunter ở Trung Quốc. Để lấy một ví dụ, công ty BHR bắt đầu trị giá 1,5 tỷ đô la, hiện tại ước tính trị giá lên đến 6,5 tỷ đô la, có 10% cổ phần tư nhân của Hunter. BHR có lẽ đang tạo ra khoảng 130 triệu đô la lợi nhuận mỗi năm, trong đó 10% tương đương 13 triệu đô la sẽ được chuyển cho Hunter. Theo email của Hunter, một nửa trong số này tương đương 65 triệu đô la sẽ phải được chuyển cho bố già. Nhưng khoản tiền lớn thực sự sẽ đến khi nhà Biden bán 10% cổ phần của họ trong BHR, thiết định giá hiện tại sẽ trị giá khoảng 650 triệu đô la. Tuy nhiên, trên thực tế, nó sẽ có thể là bất cứ con số nào mà Trung Quốc quyết định trả cho Biden. Giuliani tóm tắt bằng cách nói, Joe Biden đã được yêu cầu trở thành Tổng thống Hoa Kỳ và ông ấy đang hợp tác với Trung Quốc. Gia đình Biden thuộc sở hữu của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận được gì khi đầu tư cho Biden? Trước hết, họ mua dịch vụ của một tuyên truyền viên hạng nhất. Cựu phó tổng thống Biden háo hức lan truyền câu chuyện huyền thoại rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là không thể tránh khỏi, và Hoa Kỳ nên hoan nghênh nó. Trên thực tế, ông ta đã dành hầu hết thế kỷ qua để cố gắng bán Mỹ trên ý tưởng rằng một Trung Quốc chỗ dậy là một sự phát triển vô cùng tích cực đối với không chỉ Trung Quốc mà cả đối với Mỹ và phần còn lại của thế giới. Cùng lúc đó, Biden tham gia vào mặt trận nhân quyền, xoa dịu sự lạm dụng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi lên tiếng trước công chúng, ông Biden thường chỉ trích về hành vi sai trái của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng trong chuyến thăm Trung Quốc, Biden nói rằng Ông hiểu sự cần thiết của chính sách một con toàn bạo. Dưới thời Obama, một lần nữa Biden được ra nhiệm vụ với tư cách là người chỉ đạo trong cuộc xoay trục sang châu Á nhằm chấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực rằng Mỹ sẽ ở lại. Tuy nhiên, khi Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và cố gắng bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn như Philippines và Việt Nam nhằm yêu cầu họ chấp nhận các yêu sách của mình, thì Biden đã không hành động. Vào thời điểm ông rời nhiệm sở, Trung Quốc đã củng cố các đảo nhân tạo của mình và Hoa Kỳ được nhiều người coi là đang rút lui. Rút ruột Hoa Kỳ thông qua Biden một khoản hoàn vốn khác cho Trung Quốc diễn ra vào tháng 5 năm 2013 khi ông Biden với cương vị là phó tổng thống lúc đó đã giúp thiết kế một biên bản ghi nhớ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa nhằm miễn cho các tập đoàn Trung Quốc khỏi các quy chế và luật chứng khoán của Hoa Kỳ. Điều này đã mang lại cho các công ty do Trung Quốc kiểm soát lợi thế hơn so với các công ty Mỹ được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ bằng cách miễn kiểm toán độc lập cho họ. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc có thể huy động hàng nghìn tỷ đô la từ thị trường nợ và thị trường chứng khoán của Mỹ. Với các điều kiện ưu đãi, nói một cách thẳng thắn, nó cho phép các tập đoàn Trung Quốc lừa các nhà đầu tư nhẹ dạ của Hoa Kỳ để lấy tiền của họ bằng cách làm giả số sách kế toán. Ngay bây giờ khi Trung Quốc đánh cắp công an việc làm và công nghệ của chúng ta và làm tổn thương thế giới bằng virus corona Vũ Hán, Joe Biden vẫn sẽ không chịu đựng được điều đó Ông ta đã bóc bỏ mối đe dọa của Trung Quốc đối với an ninh quốc gia và việc làm của Mỹ, đồng thời tuyên bố gần đây nhất vào năm 2019 rằng Trung Quốc không tồi và không phải là đối thủ cạnh tranh. Thay vào đó, ông ta có vẻ như muốn đầu hàng Trung Quốc. Biden dự định dỡ bỏ thuế quan của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc mà không nhận lại được gì. Ông ta sẽ đánh thuế các công ty Mỹ ở mức cao hơn. Điều này sẽ dẫn đến việc hàng triệu việc làm của người Mỹ được chuyển đến Bắc Kinh. Biden thậm chí còn hứa sẽ khôi phục tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong khi chính WHO đã hợp tác với Trung Quốc trong việc che đậy sự lây lan của đại dịch. Ngay cả khi Joe Biden hiểu được mối đe dọa sinh tử mà Trung Quốc gây ra cho nước Mỹ, thì ông ta cũng không thể giải thoát bản thân và gia đình mình. Trung Quốc có thể dễ dàng tiết lộ thông tin chi tiết về các thỏa thuận mà họ đã ký với gia đình tội phạm Biden nếu ông ta cố gắng cứng rắn với Trung Quốc. Tệ hơn nữa, chính quyền này có thể làm dò dỉ các đoạn bằng sách và ma túy được cho là có tồn tại của Hunter Biden ở Trung Quốc. Biden thực sự là ứng cử viên của Trung Quốc. Nhiệm vụ của ông ta không phải là ám sát đối thủ chống Trung Quốc của mình, mà là đánh bại ông ấy trong cuộc bầu cử sắp tới. Nếu Biden thắng, Trung Quốc thắng và Mỹ sẽ thua. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc phần bình luận của đài chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.